tạo thì không chỉ những dành riêng cho những người nghệ sĩ như Vân, những nhà làm phim hay là những nhà biên kịch hay là những designer, nhưng mà nó có thể available hay là nó có thể được cho tất cả những người bình thường nhất. Cho nên đối với lại cái Google ID này thì tôi nghĩ rằng là giờ đây điều đó đem đến đây quý vị, cho quý vị xin mời quý vị nghe một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ